วายเหี้ยแก่ต่อคลิปอ่ะตักกันเยอะกล่องแต่เอาเตอร์ได้ลงมาหน่อยหนึ่งจ่อลงได้นี่ว้าให้ต่อปวดมือให้จี๊ดจี๊ดแก่งเลยนะไรของเลยน่าโดนเก็บบ่าวอ่ะบ่าวได้แค่กล้องนะลุงนะนั่นเนี่ยอิมรูที่มันงูกล้องนี่มันก็ยิงท้ายต่อก็con này là cú cái mình bỏ vào bao luôn wow cua vừa dòng mà nó ra nhiều quá trời đây là số bắt được còn là số mà nó chạy đi nữa nó ở trong hang rồi mình thấy mình là trốn vô á còn nhiều lắm nãy theo một cái đoạn suối ở dưới kia, cái dưới kia tới lên đây mà bắt được nhiêu cua ra này mọi người. Ui, mọi người thấy không? Cua nhỏ không có mà cua to khủng khiếp cũng có. Mọi người thấy nhiều không? Ngày do bữa giờ nó mưa dông á, cua nó ra. Anh bắt cái số bắt được còn cái số bỏ chạy nữa nhiều lắm. Anh ngồi người dưới đây tí. Tí rồi theo em lái nước ở dưới đây. Em lái nước ở đoạn này. Hôm nay nó sầm. Giờ bắt đầu nó cũng hết muốn nắng rồi. Nó sầm nó muốn mưa dông nữa rồi. Trời nhìn nó cũng hơi tối đó. Rồi tí nữa mình bắt có nữa có cua nữa mình quay cho mọi người xem. Mỗi tối ăn cơm mà cua nó không lại này mọi người. Đâu bỏ vô được mở cái tao bỏ vô hả? Rồi mình đi bắt hồi nãy mình bỏ cơm á. Giờ mình đi bắt mình quay cho mọi người xem. Đây, mình bỏ vô cho mọi người. Bây giờ mình đi bắt nữa, nãy mình rải cơm dưới đây này. Biết có chưa? Có ra là mấy con cua nhỏ. Để mình theo con nước mình đi lên. Mình bỏ cơm đây mà nó không ra, chưa ra này mọi người. Thích miền vòng nó thử xem thử nó ra thì. Đây cũng có cơm nữa mà chưa ra. Có một con mà bé quá đây. Mình có bỏ cơm mà thấy cái cua này. Chắc nó chưa nghe mùi ạ, chưa ra.
วกหลายทิมไปทิมแล้วตรงไหนกูบอกก็มก้อมกองในหมู่ยังให้กองให้กองหกด้านในหมู่กองอ่ะโยมในหมู่ยังเซมนะอ๋อกองเราได้หมกกองเดี๋ยวนะไทยมันนั่นเนี่ยอิ่มแหละพร้อมมาไทยของนั่นเองนะเดี๋ยวมันได้แค่กองเสียจุดนะนายของเลยน่าต้องเก็บบ่ว่าเบาไปใกล้กล้องนะลุงนะนั่นเนี่ยอิมรูมันงูกล้องนี่มันก็ยินท้ายต่อก็กล้องนี่ละกูไก่บ่ว่าเบาลุงแหวะได้ทุกกล่องนะอันนี้เจอร่านะตัวแรกก็ไม้กลัวเนี่ยมันเล็กจะมองเงยเสียงนะอันนี้กล่องเลยไหวเหี้ยแกงต่อคลิปอ่ะตักกันเยอะกล่องยูเกียว้าวยูเกียวยูเกียวนิ่วแล้วดึงต้องบ่อยู่เบาดึงโอ้ยนิ่วต่อของบ่อนะเตะเตะเตะโอ้ยเตะเตะอันนี้มันก็มันเตะวัยเตะไอ้กำเขาอะกองไหนท่านจะใจยืดได้เกี่ยวเกี่ยวโอ้ยหายกองร้อนเลยเหมือนท่านมันอยู่เทวยัดนั่นเลยมันแซ่บๆนุ่มเหมือนกันอันนี้มันแซ่บยัดลงโอ้ยโอ้ยสว่างหมดเลยต้มเลยมั้งดูได้ไปดองสูงดีสูงโอ้ยลูกเตะเอาตัวได้ลงอ่ะลงเลยจ่อลงได้เลยว้าให้ต่อผมกองเลยแล้วจะเจ๋งเนี่ยนะซาลาแรนอยู่มันบ่อเปล่านะปวดมันเลยให้จี๊ดจี๊ดแก่งเลยนะกองอยู่เนาะแป๊กลงดีบุกมันขอไปกว่าตัวนั้นนะวัดด้านะหอยตรงดีหอยขอดีช่วงทิพย์นะไ
cá nhiều lắm mọi người, nó chạy qua chạy lại mà giờ nó trốn dưới lá rồi. Tôi đi xuống tiếp nha. Mình đang ủng nó, mình đi trên đá nó hơi bị trơn á, hơi khó đi. Cái đoạn kia bốn con chịch to liền mà lên đoạn dưới đây không thấy, kia đằng kia không còn bê tí, phải đợi cho nó lớn. Mọi người thấy nó không, sao vào nước dọc cái lá vàng vàng đó nó ôm vào xuống tiếp. Đang một con nữa đây mọi người, thấy không? Người thấy nó không? Nên bách nó này, nên vẫn chạy. Chạy. Ôi, nó chạy mất rồi. Phải đi kiếm con khác đây. Mình ghi có một con mọi người dưới cây đó, đó, đó. Úi trời. Đây này mọi người, sợ. To, cú to không? Tay sách bao, tay quay. Mọi người thấy cua nó nhiều không? Cái suối đây. Bữa giờ mưa dòng mà cua nó ra thì ghê không? Wow. Cân chưa? Lên. Lên cách nữa nè. Cái đoạn này nó bị nó hơi tối, không thấy cua. Rồi cái đoạn này khó đi, mình dừng video nha mọi người. Dừng nữa mình qua cái đoạn này rồi. Mình bắt nó, mình quay cho mọi người xem. Mình qua cái vách đó rồi nè mọi người. Để mình đi dạo xuống nữa nha. Kiếm được có thì mình bắt mình quay cho mọi người xem luôn. Này ít thấy rồi. Ô, con cua nhỏ nó chạy nhanh thật. Ô, đang có cua nhỏ nữa. Cái này đó, nó chạy, nó chạy. Không thấy cua lớn. Suối đây mà ban ngày mà cũng những con phụ nữ chân dài nó cũng nhảy rơi luôn. Bên kia có một con nhỏ trên cục đá. Đây có một con cua nhỏ nữa mọi người. Đoạn này cua nhỏ nhỏ nó nhiều lắm mà sao không thấy cua lớn, cua to. Mình đi bờ đây này, dưới đá hơi khó đi. Mình vừa đi vừa quay nó nhiều lúc cái tay mình ấy nó rung rung á mọi người, xem thông cảm nha.
Đấy, mình quay quay bằng cái điện thoại, mình chưa có cái điều kiện để mua cái máy quay hay cái coi chống rung cho nó ổn định video cho mọi người xem cho nó đỡ nhức mắt. Mọi người ủng hộ kênh mình phát triển, mình sẽ mua cái chống rung để mình quay cho nó khỏi rung cho mọi người xem. Đoạn này thấy ít cua. Này. Suối này ban ngày mà thấy cá nó chạy cũng nhiều lắm. Ôi đoạn ít vậy, ít cua đó. Thôi mình tạm dừng video đó. Tí gặp cua nữa mình quay cho mọi người xem nha. Cứ đi không không này quay mọi người chứ không muốn xem. Trời nó lại muốn mưa nữa rồi, nó là sầm đen rồi. Này có con đâu mà đi chạy chạy hơi nhỏ thôi không bắt. Mấy cái khe đây này mọi người, khe nước chảy rì rì đó nè, cua nhiều lắm đó. Mà mình về mình đi ra mình tụt xuống mình rồi chứ sợ trời nó mưa, bây giờ nó sầm đen là nó hầm quá rồi. Hôm qua do nó mưa sớm, giờ mình tuột xuống con người để đỡ nó mưa. Đoạn này có con này mình nhét đá, vách đá mọi người thấy không? Để mình zoom lại cho mọi người xem nè. Nó nằm nữa. Để mình qua mình bắt nó ra nè. Nó chạy không đó. Ôi trời, nó kẹp. Ôi trời. Được kẹp đấy. Cái kẹp đâu thế? Ôi trời, nó kẹp cái mấu lúc này mọi người. Ôi, ghê không? Cái này bén ghê.
Ô, nãy giờ bắt thật nhiều, không biết sao mà con nào nó kẹt. Ô, đau quá. Ui, phải cá chạy không? Ui, trốn đi lá. Ô, con cuốn. Nó sâu mà nhỏ, tôi bỏ này. Ui cha, cuốn nó kẹt đau quá. Ô đàn con này. Cái con này có bị kẹp hay không đấy? Kẹp gì nữa mới kẹp. Kẹp đấy. Quen rồi ạ. Đây không ơi. Ô. Lại bị con nào nó kẹp cho mình thấy nữa. Ô, hai con kẹp rồi. Thôi khó đi thôi. Theo con nước đây nè. Trơn quá. Đi từ từ chứ không là nó ngã xuống rồi. Ôi, cái đoạn sao bị rách coi hết rồi. Bước qua đây đi luôn. Này trèo qua cái cây này nữa. Còn chỗ để chân này. Ui. Khó đi cái đoạn này thật. Con nhỏ nó chạy nhanh như điện luôn. Cái đoạn này dễ có cua lắm, bởi nước chảy nó cạn cạn, nó hay ra nó kín mồi. Nhưng mà không gặp con nào hết. Không thấy em nào cả. Mọi người nhìn con nước này nó trong ghê không? Chỗ nó mát ghê. Con suối nó thoáng mát. Nên mà anh em tập trung ở đây làm con gà hay làm gì đó vui chơi rồi, rất là mát mẻ luôn. Đây, để mình quay cái tấm cua nãy giờ mình đi bắt nha mọi người xem. Wow, giờ mọi người thấy tầm này chắc cũng phải 2 ký cua, trên 2 ký cua rồi. Bao rồi mọi người thấy không? Bao này. Cảm khúc bao à. Ồ, hơn 2 ký á. Nặng quá.
Bùi dòng này nó ra nhiều quá trời. Đây là số bắt được, còn là số mà nó chạy đi nữa. Nó ở trong hang rồi, mình thấy mình là trốn vô á. Còn nhiều lắm. Đây vừa luộc lên thì thôi, gọi là nhức nách luôn. Thôi tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ video cho anh em cùng xem với. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Vậy là có một nồi cua thơm ngon rồi mọi người. Một nồi cua luộc thơm ngon nước mũi luôn. Rồi. Những con cua này bây giờ nó chín rồi, nó vàng đẹp ghê. Nhìn những con cua vàng ươm hấp dẫn quá đi. Ôi. Màu vàng ươm mà thật là chất thịt. Ồ, mọi người nhìn thấy cái mơm có ghiền không? Thôi mình xin dừng video nha. Chào tạm biệt mọi người. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Bye mọi người.